con heo á, anh mở lên á, nhiều khi nó quậy, cái cân nó sẽ rung, nó chố, nó nhảy lung tung, thì anh khó mà ghi được cái kết quả đó. Thì bây giờ anh sẽ cài cho anh cái độ tốc số. Bao nhiêu dạ. Mình có nhúng là nó không vẫn không nhảy đúng không? Khi nào nó ở đây nó yên nó bị cái lưu tượng này là anh nhúng thử anh. Nó là cái số này nó không nhảy nữa, nó đã chốt cái số này rồi thì mình dễ cái ghi cái củ quả hơn. Rồi anh bước xuống là nó về không lại. Xin chào anh chị ạ. Video lúc này chúng ta sẽ đến Châu Đức, Vũng Tàu để giao điện tử cân heo anh chị ha. Rửa cho anh coi luôn đi em, rửa cho nó đúng cách. Cái vòi nước hồi nãy chị em thấy bên kia chị đó đang xịt nước kìa. Ở đó vậy. Ông em thử cho anh coi luôn cũng được. Cái khỏi đi. Nếu mà nó đã như vậy thì mình. Dạ dạ. Dạ anh cái xịt nước bình thường. Anh có tuân thủ cái gì mà chị làm gì à? Dạ. 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 Khi nào nó phải đậm trở về thăm hay không? Nếu mà nó không trở về thăm mình nhắc ta ra. Dạ, đây là, đây là trong cái quá trình anh thứ nhất là anh trừ bì. Trừ bì. Thứ hai là trong quá trình mà con heo nó lên nó có. Nếu mình không trừ bì thì mình vẫn cân bình thường. Dạ, dạ, sau đó mình muốn trừ bì con lại sao cũng được. Dạ, dạ. Anh đứng lên thử đi anh. Rồi nhúng đi anh, nhúng đi anh, nhúng đi. Thì nó sẽ chạy. Nhưng mà bây giờ em sẽ xuống em cài cho anh cái chế độ chút số. Nó là ví dụ như con heo á, anh mở lên á, nhiều khi nó quậy cái cân nó sẽ rung, nó chố, nó nhảy lung tung, thì anh khó mà ghi được cái kết quả đó. Rồi bây giờ anh sẽ cài cho anh cái độ chút số.
là ok, bây giờ anh bước cho thử anh. Là mình bao nhiêu là nó hiểu, bao nhiêu thì nó mình có nhúng là nó không bẩn không nhảy, đúng không? Khi nào nó ở đây nó yên, nó thì cái như tượng này là anh nhúng thử mà nó là cái số này nó không nhảy nữa, nó đã chốt cái số này rồi thì mình dễ cái ghi cái khủng hoảng hơn. Là anh bước xuống là nó về không lại, là cái đặt dạng cân liên tục là em đã cài đặt rồi. Dạ em cài đặt rồi, bây giờ anh phải mở lên là anh cân kiểu đó thôi. Trong quá trình cân anh thấy có cái gì hay nọ thì anh cứ gọi vô số hotline của đài của em, em sẽ hỗ trợ cho anh. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị Thùy Trinh rất nhiều đã tin tưởng vào chồng mua dòng cân điện tử cân heo này. Và anh chị xem xong video này, cảm thấy video này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông điệp hữu ích về dòng cân điện tử chuyên cân heo thì đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ cân điện tử Gia Phát về hướng như sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nhé. Và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.